Xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Quay trở lại với em ngày hôm nay, đây là tiếp tục lên thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình. Đấy, rất nhiều dòng sản phẩm và đặc biệt ngày hôm nay có những cái sản phẩm đặc biệt về cho quý anh chị em bà con bạc mình nhá. Rồi, đầu tiên sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con ha, của bạc mình này. Đấy, còn hai cái sợi dây điện loại hàng bom thanh lý nhá, một sợi 90.000 thôi. Dài 30 mét quý vị nhá, dài 30 mét này. Ô cắm phít cắm đầy đủ nối liền như này. Đấy. 90.000 một cuộn quý vị nhá. Anh nào có nhu cầu thì cọc tiền em đi hàng nhá, cọc tiền em đi hàng. Lưu ý quý vị nhá, rất là rẻ cho quý anh chị em bà con của mình. Rồi tiếp tục lại về nhá, một cái lô. À, đây là vô lô này là móc đai nhá, móc đai này, đai nối để móc vọng này hoặc là móc mình nói chung là nối móc cái gì đấy tùy ý cho nó dài ra. À, tùy ý quý vị nhá. Đây, nó là như này, nó rất là dễ sử dụng quý vị nhá. Rồi, một cái đai móc như này chữ U nhá. Và cái này có ren có vàng nhá, mình sâu vào mình vàng lại, đấy, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Để mắc vòng là cực kỳ ngon luôn. Đấy, bọc cho một miếng cao su vào đây nữa là không bao giờ bị đứt dây vòng quý vị nhá. Rồi, thanh lý cho quý vị bà con bạc mình với giá chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái thôi. Giá mà nó cực kỳ rẻ cho quý anh chị em bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái bộ dây xích nhá, dây xích. Dây xích này là dây xích dành cho xe máy quý vị nhá, dây xích dành cho xe máy này. Dây này là chưa qua sử dụng đâu quý vị nhá. Đây là cái hàng này em bị rách vỏ hộp cho nên nó bị nó dính cạc như này, cho nên nó như vậy. Còn bình thường là nó như mới như này, hàng mới 100% quý vị nhá. Rồi thanh lý cho mình với giá chỉ có 50.000 một sợi nhá, 50.000 một sợi thôi. Và đặc biệt ngày hôm nay về lại cái lô búa này, lô búa quý vị nhá. Đây là đầu búa quý vị nhá. Hàng là hàng bài cao cấp xịn sò cho quý vị bà con hoặc mình. Đấy, quý vị nhìn chưa? Hàng cực kỳ 4LP nhá, hàng DW, hàng cực kỳ VIP luôn. Đấy, một đầu này là đầu để đập đá này. Đầu này nó là thiết kế để đập cái đá quý vị nhá. Đấy, theo thợ mình đập như nào. Đấy, còn này là đầu bằng. Đấy, hai đầu như này. Cực kỳ là ngon. Đấy, khoang đồ sơn rồi, VIP như này rồi. Đầu búa quý vị nhá, không có được số lượng ấy. Thì số lượng không có được nhiều đâu quý vị nhá. Cho nên em thanh lý cho quý vị bà con bạc mình với giá chỉ có 75.000 nhá. 75.000 một cái thôi, rất là rẻ. Còn quý vị bà nào mà đấy hàng cùng giá nhá, DW này, Microcur này nhá, cũng có quý vị nhá. Đầu này thì có những có số đầu ấy thì nó chưa bị cắt cái đầu này nhá, mình về nung nóng lửa ấy và đổ mày lấy ra nhá. Rồi thanh lý 60.000 nhá, 60.000 đầu 3LP cho em 60.000 nhá. Cực kỳ là chất luôn. Rìu hai đầu này, rìu hai đầu quý vị nhá. Rìu hai đầu thì có những số cái thì nó không được mới cho lắm. Đấy, nó có hơi, vì đây là hàng nó nhập đi hàng tháng ở công rồi cho nên nó bị thì có hơi hang rì chút xíu quý vị nhá. Thanh lý với giá 100.000 một cái nhá, 100.000 một cái này. Búa cao su cho em nhá, búa cao su đốc liền Microcur, hàng VIP cho em 150.000 nhá. Hàng VIP cho em 150.000 một cái cho em này. Đấy, siêu chất chưa? Rồi, tiếp đến cho mình nữa là có một số cái liềm giật nhá. Đây là gọi là câu liềm ấy, người ta gọi là câu liềm. Thì mình giật xuống không được này mà chìa lên cũng xong luôn nhá. Rồi, muốn ghim cây thì chìa trái cây thì ghim vào đây mà giật cành gật lá thì cho vào đây cho em nhá. Rồi về ra cảng nha em này, 65.000 một cái nhá. Với giá 65.000 một cái thôi. Tiếp đến cho mình nữa là hai cái màu sản phẩm đèn trang trí này. Hai cái màu đèn trang trí quý nhá. Đây là cái màu đèn dài 10 mét cho em, đèn giọt lệ cho em này. Đấy, giọt lệ là pha lê gì cũng được quý vị nhá. Cực kỳ là đẹp. Đây là 7 màu và đây là nó chuyên một màu vàng cho em này, nó chuyên một màu vàng. Đấy, 35.000 một sợi quý vị nhá. Thanh lý giá chỉ có 35.000 thôi. Giá mà là siêu rẻ cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Rồi, tiếp cho mình nữa là thanh lý cho mình này, còn máy bồ thôi. Máy mài khuôn mài lụa quý vị nhá, nó đầy đủ phụ kiện như này. Thanh lý cho mình giá 260 nhá, 260. Hàng này là hàng mắc tân, hàng liên doanh Việt Nhật cho em nhá. Cực kỳ là chất luôn. Có dây nối theo dài kỳ đầy đủ cho quý vị bà con hoặc mình. Có điều chỉnh tốc nhá. Rồi, 260.000. Với giá chỉ có 260.000 thôi. Siêu rẻ cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Rồi, tiếp đến là pin 20 cell này, pin 20 cell thì có cái màu pin này là bao chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình xài nhá. Pin 20 cell 280 thôi, cell với giá chỉ có 280 thôi. Còn bác nào muốn xài mà không có tem, có tem thì nó đẹp, nó lung linh hơn chút xíu. Còn không tem thì nó 260 quý vị nhá. Không tem thì nó như này thôi. Đấy, không đổi nón, không đổi mũ, chỉ có 260 cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình có nhu cầu gì thì ơi em nhá. Tiếp đến là thanh lý cho mình nữa là cái sản phẩm sống này, sống đầu xịt nhá, rửa xe. Sống đầu xịt rửa xe cho em này, với giá chỉ có màu này thì em sẽ sell cho mình 95.000 một cái nhá, 95.000 một cái này. Kéo cắt ống nước cho quý vị bà con hoặc mình nhá, kéo cắt ống nước này. Hàng này là hàng
bao chất luôn, bao chất quý vị nhá. Đấy, bao xịn luôn. Với giá chỉ có 85.000 nhé, 85.000. Đấy, cắt phi 42 đổi lại cho em nhé. À, cực chất. Rồi, đến cho mình nữa là đèn năng lượng mặt trời quý vị nhé. Đèn năng lượng mặt trời. Đấy, cực kỳ là ok này. Đấy, hàng đi số lượng cực kỳ là nhiều luôn cho các vị bà con ạ. Mình. Đấy, em treo với giá chỉ có 260 thôi. Đấy, 260 một cái như này. Quá rẻ cho quý anh chị em bà con ạ. Mình nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình một màu sản phẩm nhé. Một cái vòi nước Romani, hay hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái mẫu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhé, hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn là khắc in dấu chữ luôn nhá, cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhá, không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đây, mình có thể muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhá. Mình mở cái đầu nào ra, còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi, mình chắc vào giống như các cái súng rửa xe, mình chắc trực tiếp vào đây luôn nha. Mình sử dụng đấy, cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhé, 50.000 một cái. Đấy, hàng bao xịn sò, bao chất lượng như này. Em lên cho toàn thể quý bà con của mình cái sản phẩm cưa nhé. Đây là một cái mẫu cưa, cưa sắt, cưa cầm tay. Đấy, dài là 12 in nhé, 12 in là 30 cm quý vị nhé. Và cái màu này mình có thể tăng thêm ngực này. Đây có một ngực, đây thêm một ngực nữa nhé. Mình có thể tăng giảm ra. Hay nhiều những cái lưỡi này mình tùy cơ ứng biến quý vị nhé. Và mình có thể lắp lưỡi cưa sắt này. À, lưỡi cưa, nếu anh nào chế mà cưa cầm tay ấy, thì mình mua lưỡi cưa, cưa gỗ, cưa cây ấy. Mình phải cắt, mình đục hai lỗ. Sau mình ráp vào, mình sử dụng được ok nhé. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái màu này với một cái giá, còn nó cực kỳ rẻ luôn. 30.000 một không nhé, 30.000 một không. Đấy, có tặng kèm theo một cái lưỡi cắt sắt nha, 30.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị quan tâm thì alo cho em này. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu máy mài Drama, hàng Thái Lan quý vị nhá. Drama hàng Thái Lan cực kỳ là ok luôn. Đấy, do về nó thiếu một cái thông số là tem thông số kỹ thuật. Đấy, và bên nhà sản xuất bảo là con này là 780W nhá, 780W cho em này. Và đây, nó thiếu cái thông số ở đây. Cho nên ngày hôm nay em sẽ sell rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình về dùng nhá. Với là 270.000. Em sẽ tặng kèm theo một cái lưỡi cắt đá nhá, và một cái tô vít tăng giảm hai đầu như này. Hàng thì nó theo kèm đầy đủ nhá. Tay cầm khóa mở, tay cầm khóa mở, lá trắng đầy đủ. Và bây giờ em sẽ đặt máy này. Máy cực kỳ là êm nhá. Máy chạy cực kỳ là êm. Eo em một tay, máy chạy cực kỳ là êm ái nhá. Con này thì em bao công trình gia đình thoải mái. Đấy, cứ cài kéo thoải mái cho em nhé. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Với giá chỉ có 270.000. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái máy thổi và hút bụi hai chức năng Kim Konaki nhé. Hàng rất chi là xịn luôn quý vị ơi. Đấy, cầm máy rất chi là chắc chắn nhé. Đấy, rất chi là đặc biệt ngày hôm nay cái mẫu này về ấy, nó có điều chỉnh tốc này. Có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Mình muốn mạnh thì mạnh, mà nhẹ thì nhẹ nhé. Tùy ý mình điều chỉnh. Và công suất của em nó là 700W nhé, công suất 700W, xài điện 220V nhé. Hai chức năng, chế độ thổi này, và thổi là như mình lắp như này nhé. Thì túi rác của mình cần không lắp mà hút. Khi hút thì mình lắp túi rác đằng trước này, và thổi, ống hút, ống thổi là nằm bên hông nhé. Thì bây giờ em sẽ test cho mình cái chế độ là thổi bùi này. Đấy, thổi bùi nhé, cực kỳ là ok này, em chỉnh điều chỉnh lên luôn nhé. Rồi, điều chỉnh tùy ý mình này. Đó, yếu quý vị nhé, còn mạnh lên này. Đấy, đá quăng luôn quý vị nhá, đá bay luôn, cực kỳ là khỏe nhá, đấy đá rất thì thoải mái luôn nhá quý vị nhá, thấy chưa, rất là tuyệt luôn, rất là tuyệt lời nhá. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái chế độ là hút cho mình xem luôn này, ha, hút thì mình hút đặc biệt là hút những cái dòng mìn ấy thì mình và những cái mà mìn màng hơn như này thì hút rất là khỏe. Mình quan tâm đến cái màu thổi và hút bụi này ấy, thì liên hệ cho em này vào số hotline em ghi ra màn hình nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 240.000 thôi, 240.000 một sản phẩm nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con hoặc mình á, một cái sản phẩm nhá. Đây là cái sản phẩm tiết kiệm, làm tiết kiệm điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, giảm được chi phí dòng rò này, dòng tổn hao của dây này,
cực kỳ hay nhé. Đây là một thiết bị thông minh, đấy, ghim vào cái ổ điện của ngôi nhà mình thôi là nó sẽ tự hoạt động cho mình. Thì ngày hôm nay được về được cái số lượng cực kỳ là nhiều, cho nên em sẽ thanh lý giá cực kỳ hấp dẫn cho quý vị bà con bạc mình mua về sử dụng nhé. Với giá chỉ có 60.000 một cái thôi, 60.000 một sản phẩm như này em mua về để giảm được nguồn chi tiêu tiền điện hàng tháng cho ngôi nhà của mình quý vị nhé. Rồi quý vị quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhé. Thanh lý cho quý anh bà con bạc mình về một cái mẫu nhá, một cái mẫu lưỡi cưa lòng quý vị nhá, một cái mẫu lưỡi cưa là cưa lòng để lắp vào máy cưa lòng ấy. Đấy, cái mẫu này thì rất nhiều bác hỏi này. Đấy, bây giờ em lấy về hàng ấy, muốn tầm trung có, cao tiền có nhá. Đây, hàng này hàng đạt ISO của 2001 quý vị nhá, hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, gồm có 5 lưỡi này. Bây giờ em sẽ thanh lý cho mình vì có 5 lưỡi quý vị nhá, vì có 5 lưỡi này. Đấy, lưỡi cưa gọi người ta cưa liễu, cưa thô hay là cưa mìn gì cũng có nhá, 5 loại, 5 cái nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn, một quỷ đây, hàng được đóng mộc đỏ luôn quý vị nhá, cực kỳ là chất lượng. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 35.000 nhá, 35.000 một lưỡi thôi. 35.000 một vị quý vị nhá, 35.000 một vị thôi, rất là rẻ. Còn bác nào muốn mua có nhiều số lượng nhiều hơn thì nó nằm trong cái hộp như này nhá. Nằm trong hộp như này nó cùng có nhiều lưỡi hơn cho quý vị bà con bạc mình. Thì một hộp như này là 70.000 cho em này. Một hộp như vậy là 70.000 cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái bộ thước dây nhá, thước dây. Thước dây để kéo á, thước kéo dây cho em mình này, mình có thể xoay luôn. Cực kỳ ok nhá. Đây, cái màu thước dây này thì em có hai loại quý vị nhá, hai loại. Đặc biệt là máy ăn mà chuyên đi làm đất ấy hoặc là nhà thầu ấy để đi đo đất để trước khi mà khởi công xây dựng công trình ấy, thì bên em có loại là 30 mét nhá, 30 mét cho em. Đấy, 30 mét thì em sẽ thanh lý cho mình giá 70.000 thôi. 70.000 một cuộn. Đấy, dây này là dây mềm quý vị nhá, dây mềm. Đấy, dây mềm cho em, không phải là dây kim loại nó bị rỉ rét đâu. Đấy, dây mềm. Còn bác nào mà muốn dài hơn nữa là 50 mét cho em nhá. Đấy, dài hơn là một cái cuộn 50 mét. Đấy, to cho bà luôn. Dài siêu dài luôn, 50 mét nhá. Rồi, một lô đất thì nó cũng rơi vào tầm ai cũng dài lắm thì nó giỏi lắm thì cũng tầm 40-45 mét, những người thương này 5 mét thì mình đo thoải mái nhá, ngang dọc thoải mái, đo đất thoải mái cho em nhá. Rồi, thanh lý cho một cái sản phẩm như này, chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 với một cái thước mét là một cái thước dây cuồng như này, giá chỉ có 100.000 thôi, giá mà nói là siêu rẻ cho quý bà con hoặc mình, siêu rẻ luôn quý vị ơi, hàng cực kỳ là ngon nhá. Rồi, đến cho mình nữa là một cái bộ vị cưa lòng nhá, một cái vị cưa lòng mini, được một cái vị để lắp vào máy mini, nói chung là máy khoang mình cũng xài được quý vị nhé, máy khoang mình cũng xài được, mình kẹp vào đây này, rồi mình kẹp vào máy khoang, mình cắt này, hoặc là dùng qua máy khoang mini, máy mài lụa mini ấy, thì mình cắt thì trong này nó có gồm có nhiều kích thước, lưỡi thì nó đây nhá, 22mm, 25, 32 này, 35 và 40 nhá, rồi như này, gồm có 5 lưỡi quý vị nhé, và một cái đầu chuyện như này để mình kẹp, thì em sẽ sell cho mình giá 60.000 nhá, 60.000 thôi, giá siêu rẻ cho quý vị và con bạc mình. Rồi, đặc biệt là thanh lý một cái lô cưa lắt này, lô cưa lắt, cưa cần này, cưa cần nhỏ này, cưa lắt đấy, cưa thật cao này, bác nào hay đi làm thật cao để khoét ổ điện này hay là cưa những cái vòng đường cong ấy thì mình sử dụng qua cái mẫu cưa lắt này cực kỳ là đã luôn quý vị nhá. Đây là mẫu hàng này, hàng VIP, hàng Nhật cho em nhá, hàng cực kỳ ok luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có một cây. Bác nào lấy một cây là 20.000 nhé, còn anh nào mà lấy được 3 cây thì 50.000, 3 cây 50.000, còn một cây là 20.000 cho em nhé, hay một cây 20.000, 3 cây 50.000 cho em này, hay hàng cực chất cho quý bà con bạc mình. Tiếp đến cho mình nữa, đây là cái bộ thanh lý cho mình cái bộ bộ mục vị gồm có 10 đầu nhé, 10 đầu bằng vít cho em, 10 đầu bằng vít dù cho em nhé, hàng cực kỳ chất, cái được nằm trong hộp như này là quý vị biết là hàng này là chất lượng như thế nào rồi nhá, 500 hút khí cực kỳ là sướng luôn nhá. Bao cứng luôn, cái đầu này bao chất cho quý vị mình. 25.000 một vị quý vị ơi, 25.000. Còn ổ khóa này, ổ khóa này thì ổ khóa này là đường kính 50 nhá. Đường kính 50mm này. Ổ khóa 50, đường kính 50mm. Ổ khóa Hàn Quốc quý vị nhá. Sale với giá chỉ có 20.000 một ổ thôi, 20.000 một ổ thôi nhá. Rất rẻ cho quý vị anh chị em bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến nữa là cái đầu chuyền. Đầu chuyền quý vị nhá, một cái đầu chuyền này. Đầu chuyền này là gọi là đầu chuyển từ máy khoang qua bu lông, hay là muốn dài bu lông ra, dài thì đây là mình dắt trực tiếp vào bu lông rồi. Còn đây là đầu chuyển 3 loại nhé, 1/4, 3/8 và 1/2.
ba cái đầu chuyền hàng Kentop này. Hàng Kentop này là hàng thương hiệu cao cấp quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là xịn luôn ấy. Rồi, em sẽ sanh lý cho mình giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000, đấy ba cái nha, 50.000 một vị ra cái này. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm búa cao su nhá, búa cao su hai đầu cho em. Đấy, búa cao su hai đầu thì bên em có ba loại quý vị nhá. Bên em có ba loại. Loại có loại 35 in này, phi 35 này. Có ghi rõ ràng quý vị nhá, phi 35. Phi 35 là 35.000, đấy phi 35.000. Em bán theo tiền theo số luôn nhá. Phi 35 35.000 và phi 30 30.000, phi 25 mà 25.000 nhá. Đấy, có đầy đủ như này. Ba size cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, ba size cho quý vị bà con bạc mình. Anh nào nhất được nhu cầu sử dụng đến cái búa cờ nào thì alo cho em nhá. Rồi ba size 35, 30 và 25 cho quý vị bà con bạc mình nhá. Tiếp đến là cái bộ vị cưa lòng nhá, bộ vị cưa lòng này. Bộ vị cưa lòng này thì đây, cái bộ vị cưa lòng nó gồm bao gồm cầm tay hay dành cho bạc nào hay vật vèo đồ gỗ ấy chơi ấy thì đây, cưa sắt cũng có và cưa gỗ cũng có nhá. Còn cái lưỡi này là mình kẹp riêng cái cán này mình cưa cây. Cái cưa này cực kỳ là bén quý vị nhé, cực kỳ là ngon đấy. Đấy, có cái khung theo kèm như này mình cưa là đó là lưỡi cưa lòng quý vị nhá. 100.000 một vị cho em nhé, với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 một vị cho em này. Đấy, anh nào nhất được thì ơi em này. Còn đây là cái bộ Tororen nhé, bộ Tororen. Đấy, hàng gồm có 7 cây nhé, 7 cây hàng cực kỳ là chất luôn. À, bác nào bị đặc biệt các bác thường xuyên sửa xe máy ấy, hoặc là sửa xe máy cày đấy mà ốc bị gãy ấy, thì mình đưa mày vào mình dào lại mình vặn ốc nhá, cực kỳ ok. Rồi thanh lý cho mình giá chỉ có 140.000 thôi, 140.000 quý vị nhá, hàng cực kỳ là rẻ. Rồi tiếp đến cho mình là những cái đồ công cụ gia dụng cực kỳ là bổ ích trong nhà công việc, đánh rong đánh riêu này, đánh rỉ rét này, cực kỳ là hay này nhá. Rồi đánh bụi bần này, bám cứng này thì mình chơi một cái như này, về cầm tay cũng đánh thôi. Cái này thì sử dụng bằng tay quý vị nhá. Rồi, một cái 10.000 cho em này, một cái 10.000 cho em nhá. Rất là rẻ cho quý vị bà con bạc mình. Tiếp đến là cái lưỡi trà xếp nhá. Lưỡi trà xếp, máy lưỡi trà xếp cho đưa vào máy mài để mình đánh. Mình đánh nhá. Những cái đánh rì rẹt nhá, nói chung là đánh cái gì tùy ý cho mình. Đấy. Đưa vào máy mài xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Rồi, một cặp như này em sẽ sell cho mình giá 15.000. Một cặp 15.000 quý vị nhá. Tiếp đến là lưỡi đá cho em này. Đấy, lưỡi đá cho em nhá. Lưỡi đá cho quý vị bà con bạc mình nhá. Lưỡi đá cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, lưỡi đá này. Lưỡi đá này là đá để đánh đánh bavia, đánh những cái mối hàng bị bavia chẳng hạn, là mình đưa cái này vào mình đánh nhá. Đây là lưỡi đá mài cho em này. Thanh lý giá chỉ có 10.000 một viên nhá, 10.000 một viên thôi. 10.000 một viên nhá. Còn bác nào mua lưỡi cắt sắt thì đây, em có lưỡi cắt sắt. Lưỡi cắt sắt là dành cho máy mài, một lưỡi một tấc một thì đây. 3.000 một lưỡi quý vị nhá. 3.000 chỉ có một lưỡi thôi. 3.000, thị trường ngoài cửa hàng thì không có giá này đâu. 3.000 một lưỡi cho quý vị bà con bạc mình nhá. Bao xài luôn cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến cho mình nữa là cái kẹp, cái màu kẹp nhá. Màu kẹp kẹp C, kẹp chữ C quý vị nhá. Hàng này là hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho quý vị. Đấy, ép thoải mái cho em nhá. Siết ép thoải mái cho em. Hàng cực kỳ chất, quý vị nhìn thấy chưa? Hàng cực kỳ là phê luôn ấy. Nhìn nước sơn không là bóng lùng lùng luôn quý vị nhé. Nhìn nước sơn là bóng này. Sơn là nói chung là hàng ngon thì sơn bóng đẹp quý vị nhé. Hàng luôn khuôn đốc xịn sò. Cạo này là cạo 3 in cho em nhé. Cạo 3 in. Em sale với giá chỉ có 40.000. 40.000 một cái nhá. Giá 40.000, hàng chất lượng cho quý vị bà con bạc mình. Tiếp đến là cái sản phẩm bản mỡ bò quý vị nhé. Mỡ bò chịu nhiệt cao cấp dành cho những bác nào thường xuyên mở sửa chữa máy móc mà cần đến nhu cầu đến cái dòng mỡ mà nó chịu nhiệt cao ấy, chịu nhiệt cao á. Cái mỡ này nó chịu nhiệt lên đến 200 độ là trên được quý vị nhé. Đấy, em nhớ không nhầm là lên đến 200 độ là em nói dứt được ok nhá. Đấy, nhiệt độ mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon. Đấy, không bị cháy, không bị ra nước quý vị nhá, cực kỳ là xịn. Mỡ bò cao cấp đấy. Một hộp như này, đóng hộp như này là quý vị biết hàng cao cấp. Đấy, mở mà nó bây giờ quý vị đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Em bấm xuống như này mà em lắc này, cái kia nó không hề chạy luôn. Là biết cái đồ dẻo, đồ xìn sò của nó như nào. Để nằm như này luôn, đấy, cái đồ ngoắc. Có cái kim núm này mà nó cũng không gì hết. Quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là VIP luôn. Đấy, cho nên 50.000 một hũ nhá. 50.000 một hộp cho em. Giá mà nói là siêu rẻ, siêu yêu thương cho quý vị bà con bạc mình. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu thì ở em nhá. Rồi, tiếp đến nữa là cái sản phẩm này cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, đây là
cái bộ lưỡi rìu nhá, cái lưỡi rìu, hay lưỡi rìu cho em, hay mẫu lưỡi rìu nhá, lưỡi rìu để mình về mình lưỡi rìu này là lưỡi hàng bãi quý vị nhá, lưỡi hàng bãi cho em, hay lưỡi hàng bãi cho em, mình về mình tra cảng vào nhá, mình tra cảng vào mình sử dụng cho em. Rồi em sẽ sell cho mình cái lưỡi này là 45.000 thôi, lưỡi hàng bãi nhá, lưỡi rìu về bộ cùi này, chặt xương này cực kỳ là ngon, cực kỳ là vip luôn quý vị nhá, 45.000 một cái này. Còn xích xe máy này, xích xe máy quý vị nhá, xích xe máy thì em có cái màu màu xích này mình về có thể sử dụng ấy vào thay sửa chữa xe máy làm xích đu này các kiểu. Hàng này là hàng mới 100% quý vị nhá, chưa qua ấy, hàng này là hàng bị rớt kho, hàng xuất mà đi mà còn rớt kho, cho nên em ôm được em về thanh lý cho quý vị bà con admin. Một sợi chỉ có 25.000 nhá, 25.000 một sợi thôi, giá em phải nói là siêu rẻ, siêu xịn sò cho quý vị bà con admin nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến màu nào thì alo cho em nhá, vào số hotline em ghi lên màn hình. Bây giờ em sẽ tiếp tục lên các màu sản phẩm tiếp theo cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái màu sản phẩm nhá, đây là một kéo cắt, cái màu kéo cắt cần hàng cao cấp cho quý vị bà con bạc mình. Đấy, thép này, cái màu này thì thép CRV siêu cứng nhá, và SK5 này, cái màu thép SK5 quý vị nhá, dàn Japan này cực kỳ là ngon luôn. Hàng này là không bị gì rét luôn quý vị nhá. Và đặc biệt cái màu này nó thiết kế cái tay cầm ấy là nó xéo xéo, nó vừa khít với cái tay mình cầm nhá. Đấy, vừa thì cái tay cầm mình cầm là nó làm rất là êm tay, không làm mình đau tay quý vị nhá. Đấy, nó cầm như lâu, làm lâu á không bị trầy tay trước tay nhá. Đấy, là cực kỳ là êm tay như này. Có khuy gài đầy đủ cho quý vị bà con bạc mình nhá. Tặng kèm theo một lò xo. Đấy, tặng kèm theo một lò xo để khi mình thay thế quý vị nhá. Thì một cái màu hàng cao cấp như này hiện tại bên em đang thanh lý với giá chỉ có 50.000 nhá, 50.000 một cái thôi. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em sẽ tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái dòng sản phẩm quý vị nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, đây là cái bộ lam xích này. Đấy, bộ lam xích quý vị nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng luôn, được in ấn Japan cực kỳ là xịn sò quý vị nhá. Rồi cái bộ sản phẩm này ấy, thì bây giờ mình chuyển đổi để lắp vào máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhá. Đây, nó là cái hình như này đấy quý vị nhá. Rồi, nó là được gắn vào máy mài xài lưỡi một tấc một nhá. Những cái phụ kiện theo kèm nó rất là đầy đủ. Đấy, rất là đầy đủ nhá. Lam dài 12 in thì mình lắp vào máy rơi vào tầm 30 nhá. 28 đến 30 cm là mình cắt cây thoải mái cho em nhá. Rồi, những cái phụ kiện chi tiết theo kèm đây. Đây là cái gã để lắp vào máy mài này, có răng đầy đủ nhá. Đây, bình này là để đựng nhớt để làm mắc xích quý vị nhá. À, nhớ là cho nhớt vào để làm mắc xích, không bị chảy xích nhá. Rồi, lam này, lam cực kỳ này, ốp này, ốp quý vị nhá. Rồi, tay cầm này và những cái phụ kiện để mình lắp ốc vít có đầy đủ phụ kiện theo kèm như này quý vị nhá. Rồi, xích này, sờ xích này nhá. Rồi và lá chắn này, lá chắn bảo hộ có đầy đủ quý vị ơi. Lá chắn bảo hộ nhá. Đây, có đầy đủ cho quý vị luôn. Xích, và đây là kèm theo một cái, đây là cái bảng hướng dẫn quý vị nhé. Anh nào mà chưa rõ ấy, thì có bảng hướng dẫn mình về mình xem mình lắp vào từng chi tiết như này. Đấy, hàng cực kỳ là ok. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái dòng sản phẩm này cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình về mua về để sử dụng nhé. Để nhờ cắt cây cắt cùi cực kỳ là ok. Tết để cắt cùi để làm bánh chân quý vị nhé. Và ngày hôm nay em sẽ sell và tặng kèm theo một cái dùa nhé. Dùa này là dùa Nhật luôn. Dùa này là dùa lười cưa nhé. Dùa để dừa cái xích này ấy, xích này quý vị nhá. Rồi tặng kèm luôn. Đấy, một cái như này em sẽ sell với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc bạn mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con cô bạc mình này. Đấy, một cái màu sản phẩm thì nói chung là thanh lý giá cực kỳ rẻ quý vị nhá, thanh lý giá siêu rẻ, siêu mà máy thì siêu chất lượng luôn. Đây là một cái màu thân bu lông, xài chân pin phổ thông quý vị nhé, xài chân pin phổ thông, dòng motor bootleg không chuột thang, đầu của nó là đầu rộng, đầu 2-1 cho quý vị mình nhá. Về để bắn tôn mà bắn vít, mở bô lông xịt bô lông cho em, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, hàng là hàng nhập quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình với một cái mẫu thân bu lông này, thân bu lông nhá, thanh lý một cái giá và nói chung hết sức tuyệt đẹp cho quý vị bà con bạc mình, 240.000 nhá, 240.000 một thân thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình một cái mẫu sản phẩm, đây là bình phun thuốc trừ sâu nhá. Đây là cái sản phẩm dành chuyên dùng cho các bác nông dân này, lâm nghiệp này, phun thuốc cây trồng nhá, tưới cây tưới hoa, nói chung là cho mình được mùa màng bội thu này. Đây là cái sản phẩm bình phun thuốc trừ sâu mang thương hiệu DU nhá, mang thương hiệu DU
cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Và model của nó là DW20C1 nhá. Đây là sản phẩm này xài bằng pin quý vị nhé, xài bằng pin. Đây, đây là cái bộ công tắc nguồn này, có nắp đầy luôn này. Đấy, bảo vệ cực kỳ là xịn sò chưa? Rồi, và đây là công tắc nguồn quý vị nhé, công tắc nguồn. Còn mình sạc khi xài hết pin thì sạc ở đây nhá. Có dây sạc, ổ sạc theo kèm đầy đủ cho mình này. Có dây sạc theo kèm đầy đủ nhá. Rồi, và khi mình có đèn báo pin luôn này. À, đây là cái màu đèn báo pin cho mình nhá. Rồi, máy đang hoạt động này. À, khi mình tắt đi là nó sẽ tắt cho quý vị bà con hoặc mình nhá. Rồi, với một cái màu sản phẩm mà hàng Nhật xịn sò như này, ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá có nói chung là hết sức tuyệt vời cho quý bà con bạc mình về dùng nhá. Rồi, 650.000 một sản phẩm thôi, mang dùng mang thương hiệu là DU nhá. Rồi, bình 20 lít, sản phẩm bao gồm phụ kiện theo kèm đầy đủ này, bao kèm đầy đủ nhá. Rồi, cân dài này, cân này có thể tăng giảm nhá. Cân này có thể tăng giảm và một cái bét 3 này, bét 2 này, bét 1 này và phun xòe này. Đấy, và khi mình không cần ấy thì mình có nút gài này, mình gài ở đây nhá. Đấy, mình gài cái cần ở đây này, rất là gọn gàng. Đấy, dây đeo phụ kiện theo kèm đầy đủ này, thanh lý với giá chỉ có 650.000 thôi. Quý bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình cái mẫu sản phẩm khăn nhá. Đây là mẫu khăn lau mặt, nói chung là khăn mình mua về mình là khăn lau gì tùy ý mình nhá, sử dụng mục đích nào là tùy mục đích sử dụng của mọi người nhá. Rồi, em lên cái mẫu khăn này ấy thì cái chiều dài của nó là 40 nhá, và bề ngang là 30 cho em. Đấy, một màu khăn rất là nhiều màu, lông tơ mịn màng luôn cho êm ái cho làn da của mình nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái màu màu khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, một lô nhá, em đi sell sạc luôn quý vị ơi. Một sạc này gồm có 10 cái này, một sạc 10 cái. Em sẽ sell thanh lý cho quý anh chị em bà con của bạn mình với giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Quý vị bà con của bạn mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạn mình sản phẩm nhá. Đây là một cái sản phẩm mà cao cấp và xịn sò. Đây, hàng cực chất cho quý anh chị em bà con của bạn mình hay bị đau mỏi xương khớp này, bị phong thấp này, hay là bị phong mà hay ngứa thì mình bầu các cái để cho các nó gom các cái máu đục nó tù lại ấy, để mình chích ra ấy, thì mình sử dụng ngay cái một cái bộ bầu này nhá. Đây là một cái bộ bầu gồm có 20 món chi tiết này, lớn bé đầy đủ nhá, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn quý vị ơi. Đây, nhìn thấy chưa? Rồi, đầu bầu nhá, 24 đầu bầu như này, có đầy đủ súng hít nhá, súng hít cho em này, và tăng kèm này, dây dựng này, và nói chung là các cái đầu sơ cua theo kèm quý vị nhá, các đầu sơ cua theo kèm trong một cái túi như này. Rồi, mình về sử dụng chỉ cần mình lắp vào, lắp vào như này thôi. Mình về lắp vào như này là mình dùng cực kỳ là đơn giản quý vị nhá. Đây, mình để như này là mình bơm nhá, mình bơm, mình nhấp hít là nó sẽ hít vào cho mình luôn, cực kỳ là ngon nhá, hàng này cực kỳ cao cấp. Ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con và bạc mình ấy một cái giá cực kỳ là rẻ luôn. 150.000 một bộ nhá, chỉ có 150.000 một bộ như này, gồm có 24 món chi tiết tặng, có kèm theo một súng này và phụ kiện theo kèm đầy đủ cho quý anh chị em bà con và bạc mình dùng nhá. Rồi, quý anh chị em bà con và bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con và bạc mình một cái bộ sản phẩm thân bằng thân đèn quý vị nhé. Đây là cái mẫu thân đèn đèn led này, xài bằng chân pin phổ thông nhé, pin của máy khoang pin đấy. Đây là cái mẫu thân đèn này, quý vị nhìn thấy chưa, bao nhiêu cái bóng đèn này, 8 này, 16 cái nhé, 16 bóng đèn led siêu sáng như này. Thì cái mẫu này thì mình nhà mình ai anh em nào mình có pin rồi ấy, xài chân pin phổ thông nhá, thì mình mua về mình lắp này, cấp điện sử dụng rất là sướng luôn nhá, phải nói là siêu sáng luôn, cực kỳ là đạo luôn cho quý vị bà con của mình. Mình về mình bóc lớp dầu bên ngoài ra là cực kỳ sáng luôn nhá. Rồi, một thân này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 quý vị nhá. Rồi, bác nào còn có nhu cầu mà mua thêm pin thì để đây, có mẫu pin 15 cell em còn xả nốt cho quý vị anh chị em bà con và mình dùng nhá. Rồi, mẫu 230.000 một quả pin 15 cell nhá. Pin 15 cell có đèn báo pin luôn này, ngon không? Rồi, hàng bao chất bao xịn sò cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Về số lượng bao nhiêu, về số lượng cực là nhiều luôn. Quý vị tha hồ thoải mái nhá. Em lên cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm máy hàng nhé. Là một cái mẫu máy hàng mini, hàng mình nói là siêu đẹp luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ là chất luôn nhá. Con này thì có đồng hồ báo dòng này, có điều chỉnh dòng đầy đủ cho mình nhá. Và đây là cọc hàng, là cọc hàng bé. Con này thì xài que 2.5, 2.6 đồ lại cho em nhé. Đấy, còn tỉa là chấm tỉa 3 ly 2 cho em này là ok.
Và cái mẫu sản phẩm này hôm nay em sẽ sale cho mình nhé, với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn cho quý bà con bạc mình mua về sử dụng này. Với giá chỉ có là 600.000 nhé, 600.000. Đấy, dây kìm hàng kẹp mặt theo kèm đầy đủ nhé. Có mặt nạ hàng, đấy, mặt nạ hàng, mo hàng đánh rỉ theo kèm đầy đủ cho em này. Và tặng mỗi đơn như vậy đi thì em có tặng kèm theo 5 cái que hàng để mình về mình test thử máy luôn nha. Rồi, ok chưa? Và quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nha. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu nhá. Đây là cái mẫu đầu nổ. Đây, hàng mới về của bên em, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị nha. Hàng mới 100 và cái đầu nổ này là công suất là 6,5 HP nhé, 6,5 HP. Có model là H6765CEQ nhá. Rồi, hàng là hàng Japan cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ là chất lượng cho quý vị. Về mình mua về để chế để làm cano này, máy các tưới máy bơm này, tưới cây này thì mình mua về nhá, mình lắp poly vào đây. Tùy theo cái poly cái máy của mình. Rồi máy phát điện này, mình về mình mua cái động cơ phát điện ấy, mình lắp poly vào để kéo để làm phát điện nhá. Cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này. Đấy, có đầy đủ ấy, về chỉ có đồ xăng đồ nhớt vào nhá. Đấy, đồ xăng vào đây. Đấy, đồ xăng vào đây cho em nhá, và cho nhớt vào đây. Đấy, cho nhớt vào đây là mình có thể sử dụng cái công tắc nguồn. Đấy, quý vị nhá, bật công tắc nguồn ở đây. Có đầy đủ như này. Đấy, quý vị ea đầy đủ nhá. Ea gió đầy đủ. Đấy, quý vị mình mua về chỉ có việc đổ xăng đổ nhớt và sử dụng thôi nhá. Có tặng kèm theo một cái đầu để mở buri này, để làm vệ sinh buri ấy. Đấy, một cái chốt nhá. Rồi như vậy thôi. Thì mình về mình mua về thì ngày hôm nay ấy, em sẽ sale với cái mẫu cái đầu nổ này cho quý bà con của bạc mình nhá, với một cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có là 1.400.000 nhá, 1.400.000 một cái đầu nổ như này. Đấy, đầu nổ bằng xăng nhá, cực kỳ là ok. À, quý vị mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhé. Đây là mẫu kéo cắt cành này, nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, cắn màu trắng, trắng đỏ cho em này. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000. đây, còn shop kho, còn shop kho, còn máy thùng ấy, cho nên em thanh lý rồi, thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Hay hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa quý vị, nhìn thấy chưa đấy, 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nha. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi, quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay. Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nha. Đây là cái mẫu sản phẩm Ron. Đây là cái Ron này là Ron chiều nhiệt quý vị nhé, Ron chiều nhiệt đấy, và chiều áp lực cao cho em nhé. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, Ron cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này. Nói chung là các thiết bị mà lắp nó còn cái đầu bít để kín ấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy, thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này, và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu đây nhá, số lượng bao nhiêu như này. Rồi, ngày hôm nay ấy, em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá. 80.000. Đấy, nó gồm có một hộp, đấy, 400 đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên cho toàn thể quý bà con của bác anh chị em mình ấy, một cái sản phẩm cực kỳ là ngon luôn quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay đấy, trên kênh em sẽ thanh lý một cái lô sản phẩm, nói chung là máy mài xài pin quý vị nhá. Và đặc biệt hàng này là hàng công ty, hàng công ty, hàng cao cấp luôn quý vị nhé. Pin với dòng xả lớn cho em này, pin với dòng xả lớn ấy, nhìn thấy quả pin là biết hàng này hàng công ty, hàng chất lượng cao rồi nhá. Rồi, máy là gồm có hai pin này, hai pin một sạc nhé, hai pin 15 cell, một sạc nhanh ấy, phụ kiện ở tay cầm khóa mở hộp đựng theo kèm đầy đủ cực kỳ là xịn sò như này quý vị nhìn thấy chưa. Rồi, và đặc biệt ngày hôm nay chương trình em sẽ tặng kèm theo cho quý vị bà con của bác mình với một cái đặc với là một cái sản phẩm chất lượng như này nhá. Rồi, tặng kèm quà này, một cái lưỡi cắt đa năng hàng của Thái Lan nhá. Một lưỡi cắt đa năng này, hàng cao cấp luôn cho em này. Ok chưa? Rồi, ba cái lưỡi cắt đá và một cái bút thử điện cho quý vị nhá, một cái bút thử điện. Nhưng với giá cực kỳ là rẻ luôn quý vị nhá. Đấy, giá phải nói là siêu rẻ luôn. 1.250.000, 1.250.000, một cái sản phẩm máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhá, cực kỳ là ngon luôn.
Quý vị bà con của bạn mình quan tâm thì alo cho em này. Tân Phúc lên tiếp tục cho bà con của bác mình một cái mẫu đèn pin nhé. Đây là một cái mẫu đèn pin cao cấp, hàng phải nói là hàng xịn sò, siêu xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, mua một mà nhiều nó được nhiều chức năng. Con này thì nó đa chức năng quý vị nhé. Đấy, thì cái nhu cầu sử dụng của mình đây. Đây là cái rồi, đây là rồi ánh sáng rồng nhé, ánh sáng rồng. Còn anh nào muốn rồi xa thì có rồi xa nhé, có hai đầu luôn. Đấy, rồi xa này, ba đầu luôn quý vị nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp như này. Rồi đặc biệt là nó thêm một cái đèn bên hông nữa. Đấy, khi cấp điện nhá. Khi cấp điện thì mình ngồi trong liều hay trong nhà thì có cái đèn tỏa sáng như này. Đấy, nó ba chức năng như này quý vị nhá. Cực kỳ là sáng luôn. Rất là đẹp. Và có đèn báo sự cố luôn quý vị nhá. Khi mình nhấn nút cái nút điều khiển này này, tùy theo mức thì có nút như này nhá, cực kỳ là đẹp như này. Rồi ngày hôm nay ấy, cái sản phẩm cao cấp như này, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình với giá 280.000 nhá, 280.000 một 230.000 đó quý vị ơi, 230.000 một sản phẩm. Đấy, cực kỳ là ngon như này. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Cho nên cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhá. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhá, pin tiểu hay pin R1 ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá. Tắt cho em nhá. Rồi, cứ cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này nên thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cái một cặp pin nhá, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhá, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhá. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn. Phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn. Hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Tân Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là một nồi lẩu mini, một lẩu mini quý vị nhé. Có đèn báo này và cực kỳ có thế nhé, có đèn báo cho em này. À, tắt mở đây là công tắc tắt mở cho em nhé. À, cực kỳ là ok rồi. Và cái mẫu sản phẩm này ấy, thì dành cho tầm 1-2 người ăn là ok nhé. 1-2 người ăn hoặc là nấu mì tôm là tuyệt vời luôn quý vị nhé. Đặc biệt là nó có một cái rễ hấp nữa nhé. Nó tặng kèm theo một cái rễ hấp này. Có dây điện, nói chung là theo kèm đầy đủ như này cho em. Đây. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này với giá chỉ có là 95.000. 95.000 quý vị nhé. À, có phủ chống dính nhé. Có phủ chống dính này. Đấy, nồi cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị bà con mình quan tâm thì alo cho em nhé. Tân Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhé. Đây. Đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy, cái mẫu sản phẩm bóng đèn led nhé. Đây là cái mẫu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi cái mẫu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá, nó chỉ có 1W thôi. À, cực kỳ là ok, cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay ấy, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá. 15.000 một cặp thôi. Đấy, với giá gọi là siêu rẻ luôn, 15.000 một cặp quý vị nhá. À, tiếp là một cái sản phẩm là phích cắm nhá. À, đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. À, phích cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây, đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường, 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? À, rồi, tiếp là một cái bộ CB. Đấy, một cái CB 30A nhá, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhá. CB chống quá tải cho em này. Một CB 30A. Rồi mua một cái CB em tặng kèm theo một cái ốp.
một cái hộp luôn nhá, hai một hộp. À, mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. Đấy, 25.000 một sản phẩm như này nhá. 25.000. Rồi đến là cái bộ chia, đấy, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, đấy, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này. Gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000. 75.000, quá rẻ, quá đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây 6 ổ cắm cho em nhé, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhé. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em, đấy, với giá 95.000 nhé. Rồi, đến là một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. À, bóng đèn 10W nhé, 10W thì bóng đèn LED 10W. Với giá chỉ có là 15.000 nhé. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhé, 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em. Anh đài 50W với giá chỉ còn 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào được thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Tấn Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nhá. À, quý vị đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá. Đây cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nhá. Hay những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn điện ánh sáng nhá. Đây tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa. Rồi đây là màu ánh sáng vàng quý vị nhá, và đấy là xài pin 18650 cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy một cái giá quá hời luôn nhá, 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Đây, cái này mình có thể đấy mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thị ý mình nhé, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi quý bà con các bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho quý bà con các bác mình nhé. Đây là một cái mẫu sản phẩm mà cực kỳ là tiện lợi luôn quý vị nhé, nói chung là tiết kiệm điện cho gia đình mình thì đầu tư một lần thôi quý vị nhá. Rồi đây là một cái mẫu bóng đèn 500W quý vị nhé, 500W bóng LED cực kỳ là siêu sáng luôn, và nó có rờ móc theo kèm nhé, có rờ móc theo kèm để mình điều khiển của nó này, auto hay là tự động hàng giờ tùy theo mình nhé. Rồi và có một tấm đèn năng lượng mặt trời khi mình lắp vào là hướng vào ánh nắng mặt trời quý vị nhé, để nó nạp pin vào cái bộ phận này thì ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình, tối là nó sẽ từ sáng cho mình chú quý vị nhé. Rồi nó cực kỳ là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Đấy, nói chung là sân vườn này, nhà cửa nói chung là mình lắp đều ok hết nhá. Rồi hôm nay em sẽ sale với cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 350.000 nhé, 350.000 một sản phẩm như này. Đấy, quý bà con cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con cô bác mình nhá. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi, để giải chiến cho cái mùa hè nóng được nhá. Rồi và khi những cái thời tiết những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhé. Đây với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhá, pin 10 cell cho em này, một quả pin này, một pin một sạc theo kèm, sạc bằng nhá, sạc bằng cho em. Hãy cánh quạt lồng này lồng bằng sắt em nhé, lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhá, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này thì mình có thể là ấy cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé. Đây, xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhé. Rồi, những cái đời trước nó chưa cải tiến, nó không xoay được. Bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi. 390.000, máy theo kèm gồm một pin, một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con, bà mình quan tâm thì alo cho em nhé.
em xin cho quý vị bà con bác mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 in, hay mẫu 10 in cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp CRB này, siêu xịn sò luôn nhá. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRB Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai cái cán của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Em đi tiếp cho bà con mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái ngâm chân nhá. Đây, ngâm chân bằng đây là vật liệu gừng già nhá, gừng này và nói chung là xạ này, các loại thảo dược nhá, thảo mục cho em. Đây, cực kỳ là hay luôn. Bác nào hay tê bì chân tay á, nhức mỏi tay chân thì mua về ngâm. Trong này nó đã phân từng gói rồi, mình có liều lượng trong rồi. Mình mua về chỉ có việc ngâm nhá, hoặc là hôi chân hôi các kiểu, đi dở đi dày mà bị hôi á thì về ngâm. Cái loại này cực kỳ là hay luôn, vừa không bị đau mỏi nhưng và không bị hôi chân luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo này, với giá chỉ có là 50.000 một túi nhá. 50.000 một túi, đây là thảo mộc ngâm chân nhá. Đấy, cực kỳ là hay. Quý bà con mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, một cái dòng sản phẩm đèn pin nhá. Đây là cái mẫu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. À nhá, đây là cái mẫu chóa cực kỳ là to và sò cực kỳ là xa nhá, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó là nó có hai chế độ nhá. Đây, một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhá. Đây, đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài với chiên rồng nhá. Rồi, cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhá. Đó, cực kỳ là sáng cho quý vị luôn. Đã chưa? Đấy, nó hai chức năng như này là quá đạt luôn. Và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn. Đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi, và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà bằng dây sạc này qua cụ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình ấy với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá. 140.000. Đấy, 140.000. Anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Em về là cái mẫu kéo quý vị nhé, kéo XK5. Đây, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhé. Đây là cái mẫu kéo XK5 này, đây, hàng Japan nhé, hàng được khắc chữ trên máy luôn, à trên kéo luôn này. Hai cán này là cán nhôm đúc nhé, cán nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhé. Này, thép thì thép siêu cứng cho em này, hay hàng siêu bén nhá. Rồi, vít inox này cực kỳ ok luôn nhá. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình. Nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Nhá, màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này, 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000, mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Em lên tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái sản phẩm nhá. Đây là mẫu T. T này là hàng bắt cao cấp quý vị ơi. À, cực kỳ ngon nhá. Rồi, T thì em cùng có T8 này, T10, T8 nhé, T8 thì T8 và T10 thì mỗi thứ là 20.000 nhé, 20.000 một cái quý vị ơi. Đấy, T8, T10 nhé, T8 này, T10 hàng là cao cấp luôn. Còn T13 và 14, 15 thì mỗi cái là 25.000 quý vị nhé, mỗi cái là 25.000 này. Đấy, T13, 14, 15 thì 25.000 một cái này. Quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu quan tâm về các cái mẫu T thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình là một cái sản phẩm, đây là cái bộ chì màu, như hộp chì màu luôn, với 100 món chi tiết quý vị ơi. Cực kỳ nhiều luôn, từ sáp nước này, sáp khô này, chì này, cực kỳ có đầy đủ nhá, màu này, cỏ vẽ đầy đủ cho quý vị mình mua về cho trẻ con mình sử dụng nhá. Vẽ tranh vẽ này, làm hồi họa sĩ học bài này, cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, gồm có đầy đủ trong một cái set phụ kiện trong cái hai cái hộp như này nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 80.000. 80.000 một hộp như này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì ơi em nhá.
em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bác mình về dùng nhé. Hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và xeo với giá và là sập nguồn cho toàn thể quý bà con bác mình về dùng nhé. Rồi một cái đầu nối nhanh như này, một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi hai sợi thì tùy ý mình nhá, 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiền lợi, nhanh chóng nhá. Rồi thì một đầu thì có 2.000 thôi, một đầu 1.000 nhá. Thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đầu nối nhanh, dây điện cực kỳ ok luôn đấy, như này đấy. Mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhá, bóp đầu này là thấy mở ra chưa? Bóp đầu này mở ra sao là mình đúc dây điện vào nhá. Rồi mở hay là tháo gì, lắp gì cũng nhanh hết. Quý bà con của bác mình quan tâm thì alo nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bác mình cái mẫu sản phẩm cưa kiếm cầm tay quý vị nhá. Đây là cái mẫu cưa kiếm cầm tay này, dài cái chiều dài của nó là 30 nhá, chiều dài của nó là 30. Cưa kiếm cầm tay mình có thể thay thế lưỡi, khi lưỡi xài lâu ngày nó cùng nó hết đấy thì mình có thể thay nhá. Và hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, với giá chỉ có là 100.000 và nó tặng kèm theo một lưỡi nữa. Đấy, ok chưa? Shop em tặng kèm theo một lưỡi cực kỳ là ngon nhá. Cùng công ty cùng hãng luôn. Đấy, mua về xài nhá, mua một tặng một quý vị nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình nhá. Đây là một cái mẫu bàn chải đánh răng mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc quý vị nhá. Rồi, từ Korea. Đấy, hàng nhập khẩu từ Korea luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ xịn sò nhá. Rồi, cái mẫu này thì quý vị nhìn thấy nhá, trên cái bao bì nó in là bán lẻ của nó là 32.000 một cái này nhá. Nhưng mà trên kênh em ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá mà nói là hết mức kịch sàn cho quý vị bà con của bác mình về xài luôn nhá. Rồi, một cái chỉ có 10.000 nhá, mỗi cái chỉ có 10.000 thôi. Và quý vị nào mua 5 thì tặng 1, mua 10 tặng 2 nhá. Cứ thế mà nhân lên. Còn quý vị nào mà mua nguyên một hộp như này, đấy, một nguyên một hộp như này là gồm có 30 cái nhá. Hộp 30 cái, đấy, bán buôn, bán lì, bán xì, bán lẻ gì. Một hộp 30 cái 250.000 cho em nhá. Đấy, 250.000 một hộp như này. Còn quý vị nào mua lẻ thì 10.000 một cái nhá. Mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2. Quý anh chị em bà con cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con gặp mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm mà kim chi này, cái mẫu kim chi nhé, nó nằm trong một cái hộp, nó nhiều lớp như này nhé, hai lớp ba lớp như này, có kim có chỉ đầy đủ như này. Thì ngày hôm nay trên kênh của em ấy sale cho toàn thể quý bà con của bạn mình dùng với giá chỉ có 35.000 một hộp nhé. Nhà nào cũng cần dùng hết. Có nhu cầu alo em nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm, đây là một cái bộ lưỡi dao nhé, bộ lưỡi dao 4 lưỡi dành cho máy xay thịt nhé, máy xay thịt nhé, máy xay 2 lít nhá. Đây là như cái máy như này đấy quý vị ơi. Đấy, em về lẻ nhé, nhiều khách hàng hỏi ấy, mua máy rồi giờ hỏi là lưỡi có không, bây giờ em về lưỡi cho quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay sale với giá chỉ có 20.000 một bộ quý vị nhé, 20.000 một bộ là nó gồm như này, ráp xong là như này quý vị nhá. Rồi để mình lắp vào mình xay ấy, cái bộ lưỡi này nó bị lâu ngày nó bị cùng ấy thì mình có thể thay thế nhá. Còn bác nào mà mua nguyên bộ một gồm có cả máy xay thịt 2 lít như này, cố in lúc này thì 160 nhá. 160 thì em sẽ tặng kèm theo một cái bộ lưỡi dao này nữa. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đây, mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Một cái mẫu sản phẩm dành cho tất cả quý bà quý anh mình á, thích nội trợ nhá, với một cái máy xay. Máy xay này là máy xay thịt xay cá nhá. Xay thịt xay cá với một cái cối inox này 2 lít cho em nhá. Rồi, nắp này là nắp nhựa dẻo cho em ấy, nhập nhựa dẻo cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, dao này là gồm có 4 dao siêu bén luôn nhá. Dao siêu bén luôn, này cực kỳ là vip luôn. Đấy, xay gì xay thịt xay cá cực kỳ ngon quý vị nhá. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá phải nói là cực kỳ rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình về sử dụng nhá. Rồi 140.000 thôi, giá 140.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bác mình đấy là có thể về xay thịt xay cá làm chả tại nhà mình nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy một cái sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu kìm bấm chết Grossman, hàng cực kỳ cao cấp luôn nha. Đây là cái hàng này là gọi đó là hàng loại 1, hàng đấy, hàng chữ dập nổi Grossman trên thương mại Uetra nhá. Rồi hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn,
sếp này sếp đặc trùng nha, sếp xài sắt này, sạm này, logo ok lắm, CRV nha, cực kỳ là vip luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi thanh lý nhé, thanh lý bây giờ 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều, anh chị em bà con các bạn mình quan tâm thì alo nha. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy cắt trượt mini dài lưỡi 1 tấc 85 này, hàng cực kỳ là ngon quý vị ơi. Đấy, gồm nó như này đây, nó là gồm có một lưỡi theo kèm quý vị nhá, dài lưỡi 1 tấc 85 này, có thể trượt nhá, đây là có thể trượt cho em này. Đấy, mình cắt cái gỗ mình có thể trượt lên trượt xuống này nhá. Rồi công suất của em nó là gồm có là 1200W quý vị nhá, công suất của nó là 1200W này. Đấy, cực kỳ điện à, điện 220V nhá. Đấy, vòng tua thì khá lớn rồi, 5200 vòng trên một cục nhá, cực kỳ là xịn luôn. Rồi với một cái mẫu sản phẩm này, hàng cắt được như này nhá, có phụ kiện theo kèm này. Đấy, phụ kiện theo kèm gồm tăng kèm theo một cái lưỡi 1 tấc 85 cắt sắt nhá. Cái mẫu này là đa năng, cắt gỗ, cắt sắt và cắt gạch thoải mái cho em nhá, và có thể cắt góc 45 độ của mình, mở cái này ra này. Đấy, chỉnh góc cắt góc 45 độ cho em nhá. Rồi hàng cực kỳ có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đào nhá. Đấy, có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đào như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi cắt trượt thoải mái nhá. Đây mình có thể trượt như này. Đấy, cắt trượt tới trượt lui, cái đường kính cắt có thể dài ra nhá. Rồi hôm nay sale với giá chỉ có là 1.300.000 nhá, 1.300.000, và em tặng kèm theo một cái cây covid và một cây bút điện cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, khóa mở rồi trội xăng theo kèm đầy đủ rồi. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật, bao ngon bao xịn trò cho quý bà con các bạn mình sử dụng nha. Xin chào toàn thể quý anh em nha. Rồi ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm, đấy là cái lưỡi nha. Đấy, quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nha. Rồi một cái lưỡi hàng Nhật xịn trò luôn nha, Japan luôn. Lưỡi cưa kiếm này, cái này này là cái lưỡi không nha. Ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy, đấy mà lâu ngày nó bị cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con bạc mình này nhá. Thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá. 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá. Mình về mình thay, thay vào bật cái này lên nhá. Rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ ok, có cán sẵn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình một cái mẫu dao nhá. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. Đấy, tên gọi của nó là Hắc Long, như cương đao Hắc Long có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRV siêu cứng nha em nhá, nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá, rồi cho đến tay cầm luôn. Và tay cầm này nó bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. Các rau các kiểu con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Đấy, một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá, với chỉ có 65.000 một cây này. Đây giờ có bọc nhựa, bọc da nhá, bọc da bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất kỳ là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá, có bảo vệ lưỡi luôn đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này, mình về mình xài xong mình là bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi quý vị bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá, với mẫu dao Hắc Long này nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao, thì đây là cái lưỡi này, thì mình có thể đưa vào mình cắt nhá. Đây đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá, lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này, để mình cưa những cái cành trên cao nhá, cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn trò, có dây dở xeo kèm luôn. Đây một bộ hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 150.000 nhá. 150.000 một cái bộ sản phẩm, cái bộ dao kéo cắt tỉa cành trên cao nhá, có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhá. Rồi quý vị quan tâm thì alo cho em này, chỉ có 150.000. em liên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này, khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá, thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy quý vị nhìn thấy chưa, là nó cực kỳ là hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm một phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá, đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn, và luôn luôn để ở chế độ chờ bật như vậy thì nó sẽ tự sáng. Đấy, có gì cần có nhất nhất có ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này.
Đó, cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000. 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá. Về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này. Đặc biệt là để chống trộm nhá. Ở cổng luôn. Khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhá. Cực kỳ hay đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy. Chỉ có 50.000 thôi. Hãy nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Rồi về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Đây là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sell trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Máy xây dựng Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi quay trở lại với kênh máy xây dựng Tấn Phúc ngày hôm nay. Đấy, Tấn Phúc sẽ sell và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhá, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi chỉ 10.000 nhá, 10.000 20.000 đã có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này, hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao vip, bao xịn sò. Rồi hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. 10.000 một cây nhé, số lượng thì bao la, anh nào xị lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chiếc xứ luôn. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít, bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác giác sao, giác bông, giác bi, đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này, hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng, bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ, hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là vip luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá, đấy, bông ấy. Đấy bông là 55.000 cho em. Đấy thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thép CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy. Sẹp CRB siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con bạc mình. Đấy để em bóc ra một bộ đây nha. Bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thép CRB này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên trên thân luôn. Này cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bẩy luôn nhá. Chống rỉ rạch cực kỳ là vip luôn. Siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy. Chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít. Đây là cái mẫu tô vít tăng giảm quý vị nhé, tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, mà có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nhá. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá, có thể rút cái đầu này ra, này mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhé. Đây, rút nó ra và mình dắt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé. Nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhé. Nhấn nút vào. Đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy, em một tay nhé. Đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhé. Tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhé. Đây, cực kỳ là ngon luôn. Tăng giảm. Thoải mái luôn nhé. Đấy, hai đầu luôn. Đấy, sell nhé. Sell giá xỉ lẻ bao luôn này. 10.000 đồng một cây nhé, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo, cái kéo này là kéo tỉa bấm chồi, bấm chồi, chồi non ấy, chồi cành ấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi nhỏ gọn siêu đẹp như này, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ vip nhá. Rồi bác nào cắt lông mũi cũng cắt được luôn, tỉa lông mũi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi hàng là bao ngon rồi, hàng là hàng nội địa Taiwan, nội địa Taiwan nhé, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá.
cực kỳ là ngon luôn, hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nha. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu. À, thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 m quý vị nhá. Thước 7,5 m cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, hay chống vỡ này. Cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá. 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lệ đầy đủ hết. Em liên tiếp cái màu keo dán đa năng cho quý vị nhé. Đây là cái sản phẩm keo dán đa năng với một cái tiếp keo như này thì nó là 60g nhé. Rồi, nó dán được trên tất cả các bề mặt quý vị nhé. Đấy, keo dán đa năng sắt, nhựa, gỗ, thép, cái inox là gì cũng sáng được hết ha. Gạch men, gạch đầu, cái dán cực kỳ là ngon nhé, cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này cho quý vị bà con hoặc mình về dùng nhé. Rồi thì 25.000 một tiếp nhá. Đấy, 25.000. Quý vị mình mà mua về ấy, mà xài mà sử dụng đấy, mà còn lại ấy, chưa sử dụng đến thì mình để nào vào những cái khu vực mát như chẳng hạn như mình bỏ trong bao bóng nhá, bỏ vào tủ lạnh thì mình có thể lần sau mình có thể tái sử dụng ok nhá. Em xin tiếp cái màu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nhá. Đây là cái màu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau bụng, đau lưng này, đây nhá. Cực kỳ là đã luôn, dòng này thì nó là 20B luôn, 20B, siêu khỏe luôn quý vị nhé. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ, bao khỏe nhé, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thổ cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhé, đây mình bấm vào đây, xoay ngược, xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng lớn, rùng ít tùy mình nhé. Và tặng kèm theo một cái massage mini cho quý vị bà con quạt mình. Hãy tặng kèm theo một cái massage mini nhá. Rồi massage mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Hello, Tân Phúc xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sell cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này. 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hit mình cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ sạc cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì dàng nhá. Em lấy tiếp cái màu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là màu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto. Auto có nghĩa là tự động nhé. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhé. Không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhé. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok. Luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhé. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vẫn nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sell với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái màu sản phẩm mà tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái màu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái màu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây, đây là tô vít đóng. Đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây, mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn. Có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này. Và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực, nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rung và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này,
Đấy, tặng kèm cho quý vị nhá. 10 máy mùi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mùi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa, đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy, là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điều mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đấy, gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ, gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của mỗi nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng sang Thái Lan, bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhé. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này nhé. Có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc hết đằng trong này. Đấy, mài ấy này mình nối theo nhá, và các đầu nối theo kèm, các cái đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất chi là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này. Mài khuôn mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Để quý anh chị em bà con và cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo Tân Phước sẽ lấy cái mẫu sản phẩm đầu bằng tôn cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình nhá. Đây là một màu bằng tôn hàng cao cấp xịn sò luôn. Đây, đầu bằng tôn là 500 này là hít cực kỳ là chắc chắn nhá. 500 này là 500 xịn nhá. Rồi, mình bắn không bị rơi 500 này. Và cái màu sản phẩm này ấy, thì nó thiết kế là cái khuôn của nó cực kỳ là vừa với là cái đầu mũ của cái đầu vít băng tôn nhá, cho nên nó không bị tuông bị trầy gì đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi, với giá chỉ có là 25.000 một vị nhá. Đấy, ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 25.000 thôi. Anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em lên cái màu sáp đánh bóng gỗ cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, nó là chủ yếu là nó là chuyên làm bóng các cái loại đồ mà bị cụ nhá. Đấy, gỗ nhựa các kiểu con là điều luôn. À, sắt rồi gì cũng được, ok hết nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu này này. Cực kỳ là đạt luôn nhá. Sáp ong làm bóng chỉ có 20.000 một củ nhá. 20.000 một củ cho em này. Đấy, quý vị nhà nào mà đồ gỗ mà bị cụ kỹ thì mua đồ này về quốc lên là như mới luôn quý vị nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm máy khoan pin cho toàn thể quý bà con của bác mình nhé. Đây là một cái mẫu khoan pin hàng công ty Homoki nhé. Này, hàng cực kỳ là siêu chất và đẹp luôn nhé. Motor thì mua motor từ lớn này, cực kỳ là đạt luôn này. Dòng motor từ không thang nhé. Đầu kẹp 13 ly Autolux nhé. 3 chế độ khoan tường bằng tôn bằng vít nó trong em bao nhé. Có tay cầm trợ lực. Cái mẫu này thì các anh mà đi làm thợ điện lạnh ấy, khoan lỗ khoét lỗ á, P60 cực kỳ là ngon luôn nhé. Với một cái dung lượng là 2 quả pin 15 cell nhá. 2 quả pin 15 cell hàng công ty bao chất lượng luôn, xịn sò cực kỳ là đạt luôn nhá. Sạc vàng là sạc vàng nhanh ram này. Đấy, hàng cực kỳ chất luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể sale đấy, sale cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình với giá chỉ có 1.500.000 nhá. 1.500.000 một bộ com lê gồm có 2 pin 15 cell, một thân máy nhá, và sạc vàng như này nhá. Pin thì có chế độ đèn báo pin luôn này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Quý anh chị em bà con của bác mình á, mà đi công trình này, hoặc là làm gia đình này, nhất cái nách luôn quý vị nhé. Rồi, có qua mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay cổ chân thì mua một cái hộp này về dáng nhá. Đây là cao dáng vai gáy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, là nó rất là dễ dáng. Dáng ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này, và nó là độ bám rất chi là cao, và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này,
Hôm nay em sale cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một cục nhé. 20.000 đồng một cục thôi. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhá. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá. Đó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhá. Rồi. Này xin lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá. 40.000 một cái cho em. Với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này. Nó nằm trong một cái hộp nhựa nhé, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Hôm nay cái mẫu búa lùn cho quý vị nhé. Đấy, ngày về một cái mẫu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng năm sao nhé. Búa lùn của Nhật cực kỳ là đã luôn. Đấy, búa lùn của Nhật quý vị nhé. Đấy, Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy. Rồi, thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này, với giá chỉ có 38.000 nhá. 38.000 thôi. Đấy, cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá. Cực là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá. Nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này. Cực kỳ là ngon luôn nhá. Tiền lời gòn nhẹ cho em. Đấy, có nhu cầu mốc thì alo cho em nhá. Em lấy cái màu mùi khoang nhá. Đây là hộp mùi khoang Ryobi nhé, hàng Japan cho em này. Đấy, nó gồm có là 2 16, 1 18, 1 10 và 1 12 nhé. Hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây là cái mẫu mũi khoang đa năng, hàng cao cấp cho em nhé. Đấy thì mình về mình khoang kiếng này, khoang gạch men này, khoang đá này, khoang tường này, hay khoang gỗ, cực kỳ là sướng nhá. Đấy, cực kỳ là đã luôn. Với cái mẫu đầu lục giác nhé. Đầu này là đầu lục giác, có thể lắp vào bu lông khoang pin được luôn nhá. Đấy, với giá chỉ có 120 thôi. 120 một cục cho em nhé. Em lên tiếp cái mẫu xăm thịt bằng tay cho quý vị mình nhé. Đây là một cái cây xăm thịt bằng tay này. Hay nhà mình hay nấu ăn ấy, làm thịt nướng này, hay là chiên, là rang này, rám này. Đó, thì mình thịt sườn ấy, thì mình xăm cho nó mềm, nó thấm gia vị, nó cho ăn cho nó ngon nhé. Thì mình nên mua một cái này về này nhé. Mình xăm vào cho nó mềm, xăm vào thịt nhé. Đấy, khi mình xăm là nó như này, nó sẽ tự động như này nhé. Rồi, và đây là cái này là sắt chống là inox nhá, chống rỉ rẹt cho em này. Đấy, cực kỳ an toàn vệ sinh luôn ha. Cái này bằng nhựa, nó cực kỳ là về hợp về an toàn vệ sinh như này. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái. Đấy, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Tiếp theo em lên cái màu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Rồi, pin đây là pin 18650. Pin này là pin tái sử dụng quý vị nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con bạc mình sử dụng nhá. Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này, đấy, mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoang pin ấy, là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình ấy, lớn hơn nhá. Rồi, pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Hay hàng về số lượng cực kỳ là nhiều là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này, và sạc này, sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhá. Đấy, sạc về bao la luôn. Phục vụ cho quý vị bà con của bác mình cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này. Quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đã luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Em liên tiếp với hộp sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nhá quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nhá.
bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây bật lên trả cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá, mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Hãy xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà một có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nha. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp theo ngày hôm nay dọn khói hay còn có một cái lô, một thùng cái lưỡi cưa xích tròn nhé. Cái lưỡi cưa xích này là để lắp vào máy mài quý vị nhé, để lắp vào máy mài này nhé. Máy mài xài lượng một tấc ấy, một tấc mốt để mình cưa cây đó, nó rất là dễ sử dụng nhá. Rồi cưa xích tròn cho em này, ngày hôm nay còn thùng giòn kho thanh lý với giá này có 50.000 thôi nha. Thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi. Quý anh chị em bà con của bạc mình có quan tâm thì alo cho em nha. Em lấy cái mẫu tỉa lông mũi cho bà con của bạc mình nhá. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái mẫu tỉa lông mũi nhá. Đây là cái mẫu tỉa lông mũi bằng tay, nó cực kỳ là gọn nhẹ và tiện lợi sử dụng nhá. Đấy mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó mình nhấp như này, nó tự ngắt tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất là dễ sử dụng nhé, nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhé. Với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhé. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhé, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân cho em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vàng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nhá. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Đấy, hàng này hàng Nhật bao xịn sò luôn quý vị nhá. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhé, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này, đây là bơm nước cho hoa, cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em, bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá, 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nha. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu đế nhá. Đây là cái mẫu đế để mình là khoan bàn. Đấy, từ cái khoang này là khoang cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoang đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy. Cực kỳ là hay nhá. Rồi, thế sau đó là mình có thể khoan này. Đấy, mình khoan thành một cái đế khoan bàn nhá. Cực kỳ là đẹp và xịn sò như này. Nó cực kỳ chính xác nhá. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi thanh lý với giá chỉ có 280.000 nhá. Giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nhá. Một cái đế mà cắt này, đế cắt của máy lắp máy mài mini nhá. Mình cắt bàn thành một cái máy cắt bàn này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhé, thành một con máy cắt sắt bàn đấy, từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm một tấc hai đầu lại nhé, là xài được cái mặt bàn này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhé. Giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp theo có về thêm cái màu khay đựng thức ăn quý vị nhé. Đây là cái mẫu khay đựng thức ăn để tủ lạnh. Nó có gồm có 5 cái nhé. Gồm có 5 cái cho em. Cái cái lớn nhất thì đường kính nó là 18cm này. Và nó nhỏ dần nhé. Đấy, và có nắp đầy đủ như này. Rồi một combo như vậy là 5 cái inox mỏng để mình để thức ăn vào tủ lạnh cho nó khỏi bị hư hỏng ấy. Và nó hấp thu nhiệt nhanh. Thì cái mẫu này ấy em về một số lượng cực kỳ là lớn luôn. Nên thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy. Với giá chỉ có là 38.000 nhá. 38.000 một sản phẩm thôi. Đấy. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá.
Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Coco, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhé. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Với cái dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhé. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đây, hàng Coco này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong này inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con của bác mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn. Với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhá. Đây, một cái máy xay khô này. Xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này. Xay ớt, xay nói chung là xay khô nhá, xay những thiết bị khô. Đây, gồm có bốn lưỡi con như này, có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, cây cầm ngon. Đây, mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá. Đậy nắp vào là những ở đây này, những đây là công tắc nhá, là nó sẽ hoạt động cho mình, nó xay. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng nhá. Rồi, một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ, quá chất lượng như này. Đấy, bà con của bác mình mua về xài cho nó sướng nha. Rồi, anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Tiếp theo về cái màu sản phẩm Zippo quý vị nhé. Đây, một cái màu Zippo. Đấy, hàng bao đẹp luôn. Đấy, bao nó như bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này. Đấy, hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá, có đầy đủ như này. Đó, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Đấy, mua để ở nhà một cái này. Đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, ba bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng, hút dầu, chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nha. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nha. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Nay về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhé. Đây một cái rìu, đây là cái mẫu đa năng. Đấy, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này, mình có thể sử dụng rất chi là tiền lợi nhé, như chặt xương, chặt đầu các kiểu, chặt cành cây, hay đi rừng đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đấy, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đấy, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đấy, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Đấy, quý vị bà con bác anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé. Hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nhá. Rồi, đấy, hàng này là bao chuẩn, bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Thế đó, ngức khẳng trên này rồi và nó được khắc âm nhá. Đấy, được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhé. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Đấy, 120.000 quý vị nhé. Đấy, anh chị em bà con của bạc mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhé. Rồi, tiếp theo quý vị nhé. Hay chiều mình là nhớ chiều này, hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này, cực kỳ một cái em về cái mẫu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhé, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này.
có đèn nhé, ghim điện 220 quý vị nhé, ghim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dặn hơn. Đấy, bằng, còn đây là cái lò xo để nướng nhé, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn, có cái khay đằng dầu, đằng mỡ dưới này này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi, cái bộ này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này, em mốc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nhá. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi, cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Hay các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đạt luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ là một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay em mới về một cái lô sản phẩm là dây ống hơi nhá, dây ống hơi này, dây lò xo nhá. Đấy, dài của nó là 15 mét này, tổng chiều dài 15 mét quý vị ơi. Và dây này dây xịn nhá quý vị nhá, dây xịn Ultra luôn, à, cực kỳ là ngon. Dài 15 mét này, với là em sẽ tặng kèm theo cho mình một cái súng nữa nhá, một cái súng để xịt luôn. Đấy, tặng kèm theo một súng xịt và một dây bộ cuộn dây hơi theo kèm như này nhá. Đây một bộ như này em thanh lý cho toàn thể quý bà con ngoài mình á, với giá là 150.000 nhá, 150.000 một cuộn dây hơi dài 15 mét và súng theo kèm. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình đấy, anh chị em bà con bác mình cái bộ cà lê nhá. Đây là quà lê hai đầu, đấy, cà lê hai đầu nhá. Đấy, nó có là thông số này 7, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nhá. 17, 18, 19 này, 20 và 22. Nó theo số như này, mỗi đầu là một số nhá. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 cây nhá. 8 cây ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, thanh lý giá 70.000 quý vị nhá. Đây anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu ấy, về mua bộ này trong nhà để sửa chữa cái gì cả cực là hay đó nhá. Có đầy đủ thông số như này. Rồi, thanh lý giá chỉ có 70.000. Anh quý em, anh chị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhá. Đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, chế độ hấp nhé, và có nấu lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28 cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá, và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái màu sản phẩm này ấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha, với giá chỉ có là 220.000 thôi, 220.000 một sản phẩm như này. Đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, hôm nay về lại cái màu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ gọi là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá, 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá, có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi, siêu sáng. Mình nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa, cực kỳ là đạt luôn nhá, 5 bóng nhá. Đấy, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Rồi, nay em về cái lô mũi khoan, hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá, mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này, nó theo kèm này quý vị nhá, nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá, bóc ra luôn đấy. Đấy, nó là gồm có này, thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá, 3 loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo 3 cái mũi nữa. 3 cái mũi này là mũi khoan hợp kim.
chuyên là khoan sắt, để khoan sắt nhé. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Em nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan khắp xịn sò như này. Thì em thanh lý toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đây, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá. Đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là 100.000 nhá. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn 2 tí này. 2 tí này thì em nói thật cái bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bạc mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300mm nhân 36 đấy, cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hãy thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn. 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, hãy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé. Tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé. Một hộp là 50.000 nhá. Một hộp chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhé. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha cả trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây, bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm bút làm dấu nhá. Bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá. Nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá. Và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoan không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý xả hàng cái lô sản phẩm dây chuyền đổi nguồn quý vị nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm mình chuyển nguồn từ 220 xuống 110 nhá. Đấy, dành cho những cái sản phẩm như máy khoan này, máy mài này, máy cắt nhá. Đấy, cầm tay cực kỳ là ok nhá. Rồi, thì cái mẫu sản phẩm này thì mình đào nó đã ghi chú sẵn là trên này luôn này. Đấy, bằng tiếng Việt luôn nhá. Rồi, dành cho những cái sản phẩm dành cho những motor có chổi thang này, nói chung là động cơ không có bo mạch nhá, không có bo mạch điện tử là xài cực kỳ ok vì nó là chuyên dùng dành cho nó nhá. Rồi, với là 3000W này. Đấy, công suất của nó là chiều đến là 3000W 30A nhá. Cực kỳ ok. 110V. Đấy, từ 220 chuyển 110V nhá. Thanh lý giá sập nguồn luôn, 90.000 một sợi nhá. Giá 90.000 một sợi cho em.
Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bác trên mọi miền tổ quốc nhé. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhé. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật hàng cao cấp, bao trên chiến công trình, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Đây mình muốn nhanh thì nhanh, chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì đã cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây ngày hôm nay có nhiều bác ấy hỏi máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi đầu tiên đây là một cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nhá. Mở này bình thường đấy, mở bò màu vàng nhá, còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá, cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này, đấy chưa, được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo chống cắt điện, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này siêu dài luôn nhá, cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi ra chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhá, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong thôi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy, và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chỉnh hàng theo máy nhá, cặp chổi thang chỉnh hàng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa, là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này. Thang là thang ngoài nhá, mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok chưa. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt kilo này để em về nhập kilo mới, cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá, đây là cái màu kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này, đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá, đa năng, với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan đấy, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá, cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhờ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này, thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này, với giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn, lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá.
Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này, siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nhá, led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chiều được nước nhá, mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, điều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá, mình găm vào cái cổng USB hoặc cái cụ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi, đây quý vị nhìn thấy chưa, đây em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá, không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng không sao hết nhá, vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này, cực kỳ là ok luôn. Và cái màu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá, rờ móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái màu, màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có rờ móc ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhá, dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuồng như này, 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của bạc mình, với giá chỉ có 90.000 một cuồng nhá, 90.000 một cuồng cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạc tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. À, cực kỳ sắc nét nhá. Đây, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi đấy nhá. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng, có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc của đây cho nó lịch sử nhá. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, em có về một cái lô mùi khoang quý vị nhé, mùi khoang đa năng. Hai mùi khoang này thì mình dọn khoang gỗ này, khoang tường này, khoang gạch men, khoang kính này, cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái màu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhé. Máy như bu lông 2-in-1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mùi 6 và mùi 8 cho em này. Mùi 6 thì 20.000, mùi 6 thì 15.000 mà một cái nhá, 15.000 một cái, còn 18 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, có bọc kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đồ Hàn Quốc cho em, cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi, hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mệt này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. đấy, nó nằm trong cái vị như này, 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Nay em có về thêm một cái màu mới quý vị nhá. Đấy là một cái màu đèn sân khấu này. Đèn sân khấu này thì có thể gọi là đèn treo nhé, gọi là đèn treo cho em. Và đặc biệt cái màu này ấy, thì nó không xoay nhá, dành cho các bác nào mà nó xoay mà thường xuyên bị thấy trong đau mắt, trong mặt ấy, thì mình mua cái loại này thôi. Nó chỉ là thay đổi màu sắc như này, nó chỉ thay đổi màu sắc thôi nhé, còn nó không xoay hay nó không làm mình bị loãng nhá. Nó bình thường là nó xoay như này, nhưng bây giờ nó không xoay đâu, nó đứng yên. Đấy, một cái màu như này nó đổi màu thôi theo cái tùy thích, có remote điều chỉnh màu theo quý ý mình nhá. Có remote điều chỉnh màu này. Đấy, nó là chuyện như vậy. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình, với giá chỉ có là 90.000 một cái nhá. 90.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, quý vị bà con của bạc mình có nhu cầu mà chơi thì alo cho em nhá. Cái này để trang trí hay là gì cũng được, rất chi là đẹp luôn nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay về lại cái lô nhá. Đấy, cái cỏ lân cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, vừa bên này là bông lông tơ mềm nhá. Đấy, để đánh lân này. Đấy, có nào muốn kỳ, muốn cỏ, muốn nhất thì có bông nhá, hai mặt cho em. Đấy, mình quay ở sau lưng đằng nào cũng tới hết nhá. Đấy, có cái trợ tay cầm này, cái cong queo này, cái rất là đã luôn. Đấy, dành cho các ông mà già tắm thì cực kỳ là sướng nhá. Rồi, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 15.000 một cái nhá, 15.000 một cái thôi. Đấy, cỏ lưng.
Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đây, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít, 2 lít rưỡi gì đấy. Đây thì cái sản phẩm này ấy, là inox nhá, ấm inox cho em này. Và có vòi báo hú này, lúc nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đó, có nắp đậy khi mình mở ra mình tẩy nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái mẫu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này. Đây, đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá. Thoải mái cho em. À, cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đấy là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này. Đây, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp Autolux nhá. Và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, băng tôn, băng vít thì chơi cái nước này cho em này. Và đây là cái chế độ này thì bằng những con vít nhẹ nhá. Cho em này, bằng nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này. Dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này. Hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này. Hộp đựng theo kèm, đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá. Vào những cái vật liệu, đấy, vào những cái vật liệu. Đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này, nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này, đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, vít nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mặt mình đấy. Là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoang sắt, khoang gỗ, bằng tôn, bằng vít thì khoang tường em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn, hàng bao chất lượng. Và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em về một cái màu sản phẩm, đây là một cái bộ ấm trà, ấm chén trà nhá. Đây, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình này. Anh những ai nào mà thích yêu uống trà đàm đạo thì đây, nhất ngay một bộ này về nhá. Đấy, rất kỳ là đẹp luôn. Đấy, hàng này là hàng xịn sò, bao chất lượng cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình này nhá. Với một cái chất liệu gốm sứ cao cấp này, màu xanh ngọc cho em này. Đấy, gồm có 8 cái ly này và một cái khay, một cái bình này nhá. Một cái bình có một cái tay cầm cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy. À, đây là cái này để đừng tùy theo mình nhé, mình thích cái gì cũng được. Còn cái này để lọc trà cho em nhé, để lọc trà cho em này. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Thì nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy, với một cái giá chỉ có là 470.000 thôi. Em được nằm trong một cái bộ com lê ha. Com lê nằm trong một cái hộp như này nhá. Siêu đẹp luôn. Đấy. Làm quà hay là mình để dùng sử dụng gì cực kỳ đẹp. Hãy không sử dụng là thì cho vào đây nhá, cực kỳ là ok. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đồ chơi cho toàn thể các anh em hay thường xuyên thích ca hát này, nhảy múa nhá. Đây, đây là một cái màu đèn xoay sân khấu nhá, đèn xoay sân khấu. Thì nó theo kèm là có một cái đuôi nhá, một cái đuôi mình ghim như này. Rất là tiện dụng, mình có thể đem đi khắp mọi nơi nhá. Và đây là cái đèn, bóng đèn xoay cho em nhé. À, cực kỳ hay. À, nó anh nào mà thích chơi nhạc sàng, nhảy múa thì đây, móc về một cái nhé, rất là dễ sử dụng. Rồi bật công tắc thôi thì nó là xoay như này. Nó rất cực kỳ là đẹp và hay nhé. Đây là cái đèn cầu vồng, không bị chóa lóa này. Đấy, đẹp chiều vàng không chóa lóa quý vị nhé. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái đồ chơi này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 đồng một cái nhé. Đấy, 50.000 đồng là gồm có một cái đuôi và một cái bóng đèn xoay như này. Đấy, mình để cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Mình để trong một cái góc phòng nào nó thì nó là xoay như này. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa. Đấy là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hay đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như này và mua gì cũng ok hết. Và có thể có khả năng
tất điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nha. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nha. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn và khi mình đóng lại là như này nhá. Đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1.5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi. Đấy, giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái tiếp tục về cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái một cái ấm siêu tốc thủy tinh cho em nhá. Hai thủy tinh trong suốt cực kỳ là hay luôn. Đây là hàng Cuckoo, hàng Hàn Quốc cho em nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Và đây nhá, khi mình sử dụng thì có cái viền quanh như này là có đèn nhá, có đèn sáng cho em này. Đèn màu xanh nhá, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, với dung tích của nó là 2,5 lít nhá. Với dung tích nó in trên bao bì 2 lít quý vị nhá. Đấy, nói rõ ràng như vậy là 2 lít cho em này. Rồi, để theo kèm đầy đủ như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái một sản phẩm như này chỉ có giá là 135.000 nhá. Đấy, 135.000 thôi quý vị ơi. Hãy hàng bao ngon bao chất lượng luôn. Đấy, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Rồi, khóa hũ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đây, ai muốn không bị trộm đột nhập này thì mua về một cái ổ khóa hũ như này để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhá. Bảo vệ tài sản của mình quý vị nhá. Đấy, một cái lô khóa hũ em về, cái lô khóa hũ này cực kỳ hay quý vị nhá. Nó thì nó có hai chế độ. Nếu bác nào mà không muốn hú thì mình có thể lực cái khóa đầu này thôi và mình trở qua trở lại như vậy, một bên thì hú một bên không hú nhá. Rồi, được tặng kèm theo là quả pin này. Đấy, mày quả pin nhá. Pin để mình báo loa này, pin báo loa nhá. Rồi, nó cực kỳ hay quý vị nhá, với giá cực kỳ rẻ luôn. Bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một cái nhá. 75.000 một cái ổ khóa hú này. Siêu ngon luôn quý vị nhá. Để bảo vệ cho tài sản của gia đình mình thì quý vị nên múc nhanh múc lẻ cái màu sản phẩm này nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bác mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình quấn vào và có sợi dây này, nó có một sợi dây nhá. À, dây để lòi ra cho mình đây, dây này nhá. Dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây, bên hông làm bên hông này, này là mình găm như này rồi là ok nhá. Găm như vào xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây, gồm có 4 quả pin nhá, mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi, cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay bên em có về cái lô súng nến nhá. Đấy, súng nến dành cho các quý nào mà hay thường xuyên hay làm đồ chơi ấy. Đây. Đấy, đây là khẩu súng nến xài điện 50-220 thoải mái nhá. Đấy, và mỗi đơn hàng là mình tặng kèm theo 5 cái nến dài này. Đấy, 5 cái nến dài như này nhá, tặng kèm theo này. Đấy, với giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, thân hôm nay sale giá rẻ sập sàng nhá, 40.000 cho toàn thể quý vị bà con bác mình nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Còn anh nào có nhu cầu mua thêm nến thì đây nhá. Đấy, 10 cây của nó là nhiêu tiền đây? Hả? 5 cây 10.000 nhá. Đấy, 5 cây 10.000. Đó, mốc thêm thì lấy luôn nhá.
Rồi, keo ngâm cho tất cả các anh tí ấy, quý vị ơi. Đấy, nhà nào, anh tí mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì móc ngay cái này về cho em nhá. Đấy, về hàng này, hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường, ngon là cành đào nhá. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nhá. Đấy, ăn vào là ok, con tê tê luôn. Đấy, cái bông nó từ chữ phần lên thôi, nó kiếm miếng nước nó uống là xong phim nhá, quý vị nhá. Rồi, một hộp 25.000 thôi nhá. Đấy, thân lý một hộp 25.000, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nhá. Em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nhá, đâu nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh tí ngon thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay về một cái lô sản phẩm này. Đây là cái túi bọc thực phẩm quý vị nhá. Đây là gọi là cái trùm để bọc thực phẩm cho quý vị này. À, đây là cái một cái hộp của nó, một bịch như này là gồm có 100 cái quý vị nhá. Đấy, một bịch như này là 100 cái thôi. Mình mua về để bọc cho an toàn thực phẩm ấy, không bị ruồi bâu hay là các cái côn trùng nó xâm chiếm vào nhá. Đấy, mình làm mâm ra mình bọc lại nó rất chi là hợp vệ sinh nhá, rất chi là bắt mắt luôn. Đấy, với cái một cái túi như này gồm có 100 cái thì em đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Với giá chỉ có 10.000 đồng. Đấy, với giá 10.000 đồng một bịch nhá. 10.000 đồng một bịch như này, gồm có 100 cái cho quý vị nhá. 10.000. Đấy, giá siêu rẻ, siêu yêu thương luôn. Số lượng thì bao la cho quý vị nhá, số lượng bao la. Đấy, em về máy tải luôn. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, mấy cái này thì nó thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn. Cực kỳ thích nó nhá. Đấy. Và cái sản phẩm này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này. Ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ, một loại lớn nhá. Một cái kính nhỏ, một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ánh đèn sáng thì có công tắc ở đây. Khi ban đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp qua quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này, quý vị nhìn thấy đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa, đấy, nó cực kỳ là ok đấy. 3D nhá, đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn đấy, quý vị nhìn thấy chưa đấy. Thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này thì chơi cái này cho em nhá. Hôm nay em có về tiếp theo cái lô khè ga nhé. Đấy, cái khò ga này. Và ngày hôm nay có giá ưu đãi cho toàn thể quý vị bà con bạc mình thôi nhá. Thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đây là cái mẫu khò ga từ đồng nhá. Đây là nó từ đánh lửa Garaito. Khi mình bóp cái cò này thì nó sẽ bắn lửa và nó sẽ từ mồi từ ấy, không phải cần hộp quẹt mồi đâu nhá. Đấy, cực là xịn sò luôn. Và cái tăng giảm này, đây là cái nút này là để tăng giảm cái lượng ga lớn hay nhẹ nhá, tùy thuộc mình. Đấy, lắp bình ga như thế này cho em. Thì ngày hôm nay về cái lô này số lượng cũng khá là nhiều, nên thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Giá chỉ có 39.000 một cái nhá, 39.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên kênh của em về thêm một cái lô sản phẩm nhá. Tiếp tục về nhá, vì những cái mẫu sản phẩm này khách sử dụng bảo cực kỳ là ok luôn. Đấy, đạt chất lượng tiêu chuẩn quý vị nhá. Nên này tiếp tục về hàng, số lượng nhiều cho quý vị bà con của bác mình nhá. Với một cái sản phẩm tông đơ cắt tóc này là nó là hiệu Trang Ly nhá, Di Trang nhá. Rồi, và nó là được tặng thêm theo lưỡi này và mấy cái cử nhá, dây sạc đầy đủ luôn. Đấy, hàng cực kỳ sạc này, sạc trong máy luôn nhá, bao mạnh bao khỏe luôn, bao bén luôn nhá. Thì hôm nay em thanh lý với giá sản phẩm là chỉ có giá là 150.000 thôi. 150.000 cho một sản phẩm máy cắt tóc tông đơ. Đấy, xài bằng bi nhá. 150.000. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá. Đấy, một cái lô đèn pin cầm tay.
phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đây, em nó đây nhá. Rồi một cái tay cầm này là cầm một kim loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn, siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá, hàng bao chất lượng, bao xịn sò. Và cái đồ sáng của nó thì phải nói không phải bàn gì nữa, đấy, đồ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Đấy, mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhé, liên tục nhé. Rồi với cái màu sản phẩm này ấy, đấy, đây là bằng kim loại nhé, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn, đây, hàng cao cấp đúc nhé. Đấy, như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Và nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Rồi lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là bác ngạc mình mừng luôn về số lượng thoải mái cho quý vị mình xài nhá. Đấy, đây là một cái cây chổi lau trần nhà, thì nó có hai cái chế độ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nhá, mình quẹt ở trên cao, và đây là cái này là cái cần này, nó bằng inox quý vị nhá, và nó có thể tăng giảm. Đấy, đây nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này, nó có thể tăng giảm cho em nhá, và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, bốn khớp như này. Thì với là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhá. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. À, cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắt inox dài dằng luôn quý vị nhá, cần ngon lành cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá, giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline của em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái lô máy cắt cỏ xài bằng pin nhá. À, và đặc biệt đây là cái màu xài bằng chân pin phổ thông quý vị nhá. Đấy, chân pin này thì rất là thông dụng luôn. À, quý vị nhà có máy khoan pin này như nào ấy là đây gọi là chân pin phổ thông nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đấy, mình có thể mua thêm pin thay thế sử dụng pin rất là dễ nhá. Rồi, với một cái bộ com lê đầy đủ như này, máy gồm có hai pin, một sạc nhá, sạc là sạc lớn này, hai pin một sạc nhá, và được tặng kèm theo là 5 cái lưỡi cắt cỏ này, 5 cái lưỡi cắt cỏ mềm nhá, bằng nhựa, và một cái lưỡi cưa và hai cái lưỡi dao. Đấy, phụ kiện theo kèm là đầy đủ như này. Đấy, lá chắn đầy đủ, cầm tay cầm đầy đủ nhá. Thì ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con và mình với cái giá là siêu rẻ luôn nhá. 580.000 thôi, 580.000 một cái bộ máy gồm có hai pin, hai cắt cỏ xài pin cực kỳ là xịn sò luôn. Rồi anh chị em bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, một cái mẫu sản phẩm đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây là cái mẫu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn LED để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này. Rồi 30 này, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình xem luôn nhá. Đấy, xem mất luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu còn nhẹ, cái mẫu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Đấy, mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái. Xài cực kỳ ok nhá. Tiếp theo là cái màu thớt inox nhá. Đây là một cái màu thớt inox này, mà thớt inox kháng khuẩn cực kỳ là sạch sẽ luôn quý vị nha. Đấy, mình có nó mình sắc thịt đồ chín đấy. Nói chung là rau hành thì đồ chín thì nó vô cùng vệ sinh luôn. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời luôn nhá. Một cái tấm thớt inox dày nhá. Đây, thớt inox dày này. Quý vị nhìn thấy không? Đấy, thoải mái luôn. Khác thoải mái. Và mình làm vệ sinh khi làm xong lau chùi cực kỳ là sạch sẽ luôn nhá. Đấy, không rỉ, không rác này. Cực kỳ hợp vệ sinh luôn. Nay em thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy về dùng nhá. Với giá chỉ có 75.000 một cái thôi. 75.000 một cái thớt inox như này quý vị nhá. Đây, đường kính thì đây, đường kính của nó cực kỳ là khá lớn này,
các khổ thịt luộc thoải mái nha. Đấy, bề ngang thì nó tầng 25 này, bề dài nó tầng 40 nha. Đấy, bề 40 luôn ấy. Cực kỳ là rộng rãi và thoải mái cho mình cắt rau này, củ quả thịt luộc này. Đấy, đồ chín cực kỳ là ngon luôn nha. Với giá chỉ có 45.000 thôi. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Xin lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác. Cô chú anh gì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt. Giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt. Đấy, cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dạng luôn. Hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi, đấy có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá là mình nó sẽ tải nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì nó sẽ đóng lại nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé.